chín mặt luôn. Dạ, anh cảm ơn chị nhá. Hôm nào mà làm chị muốn làm tần nhang thì chị nhắn tin cho em ra em làm cho. Khi nào chị coi sắp xếp lại. Dạ, ok chị. Lên nằm nâng giường lên được mà chị. Chị không mang điện thoại theo hả? Sợ không có điện thoại ngồi buồn. Lại cắn xạ tiếp.